doanh nghiệp này đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, nội thất. Đại diện doanh nghiệp cho biết đang có nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án, thế nhưng vẫn chưa tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng với lý do chưa đảm bảo đủ điều kiện. Trên thực tế thì theo chúng tôi thấy thì cũng được nghe, được đọc rất là nhiều cái gói kích cầu đặc biệt hỗ trợ về doanh nghiệp, về doanh nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế thì khi các gói đưa ra thì các cái yêu cầu, ví dụ như trước đây về cái giải ngân thì nó dễ dàng hơn. Còn hiện nay thì đưa ra nhiều yêu cầu quá, cho nên là doanh nghiệp cũng rất là khó để tiếp cận cái nguồn vốn đó. Đó là cái khó khăn thực tế của doanh nghiệp hiện nay. Thì được nghe rằng là ngân hàng thì dư tiền, nhưng mà doanh nghiệp lại không được giải ngân tiền để mà hỗ trợ trong việc sản xuất và kinh doanh của mình. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp lại dễ dàng tiếp cận được với các nguồn vốn ngân hàng với lãi suất hợp lý. Tuy nhiên đó thường là các doanh nghiệp lớn và đã có uy tín lâu năm với các ngân hàng. Hiện nay thì theo tôi nghĩ rằng là không khó nếu những cái doanh nghiệp mà có uy tín làm ăn ấy. Như doanh nghiệp tôi đây chẳng hạn như là họ luôn luôn làm điện thoại liên tục ấy. Anh có vay không? Anh có làm dự án này, dự án kia không? Nên phải nói là qua cái cơn sàng lọc của ngân hàng ấy, thì nhiều người cũng kêu rằng là tôi không tiếp cận nguồn vốn. Nhưng mà thực tế cái điểm xấu của anh, độ uy tín của anh đối với ngân hàng không có, đúng không? Thì như vậy là cũng là do doanh nghiệp mình nữa. Muốn giải bài toán khó tiếp cận nguồn vốn, theo ông Nguyễn Văn Hiến, chuyên gia kinh tế, thì trước hết phải giải quyết bài toán nợ doanh nghiệp và phát huy vai trò của các thể chế tài chính trung gian trong bảo lãnh tín dụng. Quyết cái vấn đề là cái vướng mắc là các cái doanh nghiệp bây giờ là kinh doanh thì trong cái giai đoạn hiện nay có thể nói là rất ít doanh nghiệp kinh doanh có lãi, mà các ngân hàng thì đòi hỏi là phải doanh nghiệp có lãi mới cho vay. Cái câu chuyện như vậy thì làm cách nào để xử lý được cái mâu thuẫn đó, thì theo tôi nghĩ là một là ở đây không phải là đưa ra vấn đề là dưới chuẩn, tức là cho vay dưới chuẩn, nhưng mà một là cái vấn đề khoanh nợ của doanh nghiệp, là cái đó phải có những cái quan điểm rất là rõ ràng của các cái ngân hàng. Đấy, là cái đó là cái rất cần thiết. Cái hai là rất cần thiết sử dụng các cái định chế tài chính trung gian để mà làm cái bảo lãnh tín dụng, trên cơ sở đó các cái ngân hàng cho vay, thì lúc đó tôi nghĩ nó sẽ tháo gỡ được, dần dần nó sẽ tháo gỡ được. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy lãi suất cho vay đối với các gói hỗ trợ doanh nghiệp ở các ngân hàng thương mại đã giảm từ 17 đến 18% trên một năm xuống còn 13 đến 16% trên một năm. Nhiều ngân hàng lãi suất khá rẻ chỉ 12% trên một năm. Thiết nghĩ với các giải pháp trên sẽ giúp cho cả hai phía ngân hàng và doanh nghiệp sớm tìm được lời giải cho bài toán vốn.